Thưa quý vị, nam giới tuổi Bính Ngọ là người yêu tự do, nhưng mà đồng thời cũng rất là cương trực. Trong năm Nhâm Dần này thì cuộc sống của bản mệnh khá ổn định, mọi việc bình hòa. Vậy thì tử vi sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong năm 2022 sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị cùng tham khảo nội dung chi tiết ở video của Phong Thủy Gia Cát. Tử vi tuổi Bính Ngọ năm 2022 nam mạng, sinh năm 1966, tuổi tính theo âm lịch, năm 7 tuổi, sao chiếu mệnh thủy diệu cát tinh, mệnh thiên hà thủy, kim sinh thủy, tốt. Địa chi tuổi, tuổi Ngọ gặp năm Dần tam hợp, thiên can tuổi, can Bính gặp can Nhâm không tốt. Nam giới tuổi Bính Ngọ là người yêu tự do nhưng đồng thời cũng rất cương trực. Trong năm này, Nhâm Dần, cuộc sống của bản mệnh khá ổn định, mọi việc bình hòa. Vậy tử vi sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong năm 2022 sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tổng quan tử vi tuổi Bính Ngọ năm 2022 nam mạng. Nam mạng tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 có ngũ hành nạp âm bản mệnh là thiên hà thủy, ý chỉ những giọt nước từ trên trời rơi xuống, hay nói cách khác là mang đến sự tươi tốt cho vạn vật. Trong bát trạch phong thủy, mệnh tuổi này thuộc cung Đoài, một trong những phi cung của Tây Tứ Mệnh. Vào năm 2022, Bính Ngọ, sinh năm 1966, đã bước vào tuổi 57, tính cả tuổi Mụ. Dựa vào mối quan hệ giữa ngũ hành nạp âm, thiên can, địa chi của tuổi và năm, ta có thể luận giải được vận trình tử vi của nam Bính Ngọ sinh năm 1966 là tốt hay xấu. Theo năm âm lịch, 2022 là năm Nhâm Dần, có ngũ hành nạp âm là kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Trong mối quan hệ ngũ hành, hành kim của năm Nhâm Dần tương sinh với hành thủy của tuổi Bính Ngọ. Dựa vào thiên can, Bính thuộc hỏa tương xung với Nhâm thuộc thủy. Xét theo địa chi, Tỵ với Dần nằm trong bộ tam hợp. Vậy nên có thể nói, năm Nhâm Dần này, nam mạng Bính Ngọ, mọi chuyện cơ bản là ổn. Quý ông có thể tận hưởng cuộc sống từ thời điểm này. Ngoài ra bản mệnh có thể gặp phải một số triệu chứng như đau mắt, sức khỏe yếu dần đi. Tập luyện thể dục thể thao sẽ cải thiện đáng kể điều này. Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Bính Ngọ cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Do cục diện tam hợp với thái tuế, cho nên năm nay, những gia chủ tuổi Bính Ngọ được thái tuế tương trợ nên cần phải mang theo bên mình một kim bài để nghênh đón thái tuế. Luận giải cụ thể về tử vi năm 2022 tuổi Bính Ngọ trên mọi mặt. Dưới đây là tổng quan tử vi năm 2022 của nam tuổi Bính Ngọ trên mọi phương diện, sự nghiệp, tình duyên, tài lộc và sức khỏe. Công việc, sự nghiệp. Năm 2022 tuổi Bính Ngọ đều đã có sự nghiệp riêng cho bản thân. Những quý ông làm công ăn lương thì đã bắt đầu về hưu, ăn hưởng tuổi già và nhận được sự chăm sóc từ con cái. Đối với công việc kinh doanh, quý ông có thể nhận được nhiều thành công trong năm nay nhờ được sao thủy diệu bảo hộ. Tuy vậy, quý ông có thể làm các công việc tại nhà như chăm sóc cây cảnh, tưới tiêu để cho cuộc sống đỡ nhàm chán. Trong năm sẽ có một số thời điểm bản mệnh cảm thấy mệt mỏi. Lúc này nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và để bản thân được thư giãn sau thời gian làm việc mệt nhọc. Tình cảm gia đạo. Quý ông Bính Ngọ khá bay nhảy, có nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên tuổi tác ngày càng tăng, quý ông càng biết trân trọng bạn đời của mình nhiều hơn. Năm Nhâm Dần này, nam giới Bính Ngọ có nhiều tin vui từ con cháu. Quý ông nên bắt đầu chỉ dẫn cho con cháu của mình để nối nghiệp. Nam Bính Ngọ có đôi khi thiếu kiên nhẫn. Quý ông nên khoan dung khi mà con cháu mắc những sai lầm. Đôi khi tính khí này của bản mệnh là áp lực đối với những người trong gia đình, nên kiềm chế cảm xúc để gia đình thêm hòa thuận. Tài lộc. Năm Nhâm Dần này, quý ông Bính Ngọ gặp nhiều may mắn về tiền tài, danh vọng. Kinh nghiệm quý ông đúc kết từ khi còn trẻ sẽ giúp ích rất nhiều trong năm nay. Ngoài ra khi gặp khó khăn, bản mệnh cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ để giải quyết vấn đề. Ở độ tuổi này, bản mệnh nên bắt đầu ăn hưởng tuổi già, đừng nên quá chú tâm vào danh lợi để mọi việc thêm phần suôn sẻ. Nam tuổi Bính Ngọ có thể tham gia các công việc thiện nguyện, làm việc tốt giúp người để tích đức cho gia đạo. Đồng thời, để tránh việc hao tổn tiền bạc, những gia chủ tuổi Bính Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật,
mang theo bên mình để được thần Phật phù hộ trợ mệnh. Minh quang pháp bảo được chế tác từ bạc S990, bên trong có bộ thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Đây là thần chú tịch tà, hóa sát, giúp gia chủ được bình an trong cuộc sống, đồng thời khai mở cung tài lộc và phát triển đường công danh sự nghiệp cho gia chủ. Sức khỏe. Trong năm Nhâm Dần 2022, quý ông nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân. Bản mệnh nên hạn chế sử dụng các chất có cồn gây hại cho sức khỏe bằng cách ít tham gia các cuộc tụ họp hoặc từ chối một cách khéo léo. Thêm vào đó, bản mệnh nên bắt đầu vận động mỗi ngày bằng các bài tập phù hợp với bản thân. Chạy bộ là một phương pháp thích hợp đối với quý ông. Các triệu chứng đau mắt, chóng mặt hoặc các căn bệnh về đường ruột có thể ảnh hưởng rất nhiều đến bản mệnh trong năm nay. Quý ông có chế độ ăn uống lành mạnh, ít ăn những thực phẩm dầu mỡ và ngoài ra nên thăm khám sức khỏe định kỳ cũng giúp cho quý ông hiểu hơn về cơ thể của chính bản thân. Xem sao hạn của tuổi Bính Ngọ Nam Mạng trong năm 2022. Sau đây là những sao có ảnh hưởng lớn tới vận mệnh của tuổi Bính Ngọ Nam Mạng trong năm 2022. Sao chiếu mệnh, năm Nhâm Dần 2022, sao chiếu mạng của nam tuổi Bính Ngọ là sao Thủy Diệu. Sao Thủy Diệu hay Phúc Lộc Tinh thường mang đến may mắn về tài lộc trong cửu diệu niên hạn, đặc biệt hơn sao này cực kỳ thích hợp với người mệnh thủy như nam tuổi Bính Ngọ. Tuy nhiên, trong lời ăn tiếng nói hàng ngày, quý ông cần phải chú ý và cẩn thận bởi sao này thường mang tới những thị phi không mong muốn. Nếu quý ông có dự định mới trong việc làm ăn thì hãy thực hiện bởi nhờ có sao Thủy Diệu, đường công danh của bản mệnh sẽ rất đỗi suôn sẻ. Hạn tuổi. Năm Nhâm Dần này, quý ông tuổi Nhâm Dần sẽ gặp phải hạn Thiên Tinh. Sao Thiên Tinh ý chỉ những vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề về đường ruột. Quý ông nên chú ý trong ăn uống, tránh ăn những đồ ăn đã để qua ngày hoặc có nhiều dầu mỡ. Ngoài ra bản mệnh cũng cần phải cẩn thận trong công việc. Đối thủ cạnh tranh có thể vì ganh ghét mà tìm lỗi để gây khó dễ. Quý ông cũng vì thế mà sinh ra áp lực, tinh thần không được thoải mái. Hóa giải sao hạn. Để hóa giải những điều không may do hạn Thiên Tinh gây ra, quý ông nên chú ý trong việc đi lại, không nên ăn những đồ ăn khó tiêu, thực phẩm đông lạnh lâu ngày hoặc kém vệ sinh. Tuy nhiên vì sau này chú ý hại về nữ mạng nên quý ông cũng không cần phải quá lo lắng. Bên cạnh đó, quý ông có thể gặp phải kiện cáo không đáng có trong công việc. Bản mệnh nên thận trọng tính toán các khoản thu chi và tránh quá tin người. Đừng vì quá tham danh vọng mà làm những việc phi pháp. Quý ông cũng có thể làm nhiều việc thiện giúp đỡ người khó khăn hoặc viếng thăm chùa chiền, thường xuyên để cầu nguyện cho mọi việc bình an. Đặc biệt nên tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, giảm bệnh tật. Ngoài ra bản mệnh có thể tham khảo thêm về dâng sao giải hạn để hóa giải vận xui. Quý ông có thể cùng với người thân dâng sao tại nhà theo hướng dẫn cụ thể hoặc nhờ sự giúp đỡ của các sư thầy. Đặc biệt nên thành tâm, tránh xa hoa lãng phí. Bên cạnh đó, thầy phong thủy cũng khuyên những gia chủ tuổi Bính Ngọ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Đây chính là pháp khí phong thủy được chế tác dựa theo tuổi tam hợp của tuổi Bính Ngọ. Mang theo vòng bên mình để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, hóa giải những thị phi xung khắc của năm, giúp cho người tuổi Bính Ngọ được hòa hợp gia đạo, hòa hợp công việc, hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Từ đó công việc hanh thông thuận lợi, tài lộc ùn ùn kéo về. Theo tử vi trọn đời, nam tuổi Bính Ngọ trong năm 2022 này sẽ có nhiều điểm mốc cần chú ý tới trong cuộc sống, cụ thể diễn biến như sau. Tháng 1, trong tháng đầu năm này, mọi việc an yên, quý ông cùng với gia đình có thể đi chùa cầu may. Tháng 2, trong tháng này nếu có đi xa, quý ông chú ý về phương tiện đi lại. Tháng 3, quý ông nên tiết chế cảm xúc, nếu có mâu thuẫn xảy ra, hãy trò chuyện với người thân nhiều hơn để thấu hiểu nhau. Tháng 4, đường công danh thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ trong công việc. Tháng 5, trong tháng này quý ông sẽ nhận được nhiều tin vui, đặc biệt là tin vui về con cháu. Tháng 6, gia đình bình an, hạnh phúc, sức khỏe có những chuyển biến tích cực. Tháng 7, quý ông có nhiều mối quan hệ mới, có thể là đối tác làm ăn trong tương lai. Tháng 8, trong tháng này quý ông nên hạn chế đi xa, đặc biệt là những nơi có sông nước. Tháng 9, công việc gặp nhiều thuận lợi, nhưng quý ông cần kỹ lưỡng trong việc tính toán thu chi. Tháng 10, tháng này quý ông hãy chú ý trong ăn uống, quý ông nên ăn nhiều rau xanh. Tháng 11, mọi chuyện đều ổn thỏa vào thời gian này, không có nhiều biến cố xảy ra, thêm vào đó quý ông hãy dành nhiều thời gian cho gia đình.
tháng 12, gia đình có nhiều niềm vui, quý ông có thể tân trang lại nhà cửa để tạo thêm không khí mới mẻ. Kết luận, với những thông tin trên, hy vọng các quý ông tuổi Bính Ngọ sẽ có góc nhìn bao quát về các vấn đề trong cuộc sống trong năm Nhâm Dần 2022. Tổng thể, năm tuổi Bính Ngọ năm nay, mọi việc bình hòa. Tuy có vài vấn đề về sức khỏe, nhưng rất dễ dàng cải thiện. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho quý ông tuổi Bính Ngọ trong năm 2022 Nhâm Dần. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong đời sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt hơn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi.